Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kuro Gaming đây. Ở tập trước á, thì mình có nâng cấp giáp lên thành kim cương và cho mình enchant bảo vệ 4 nữa. Nói chung là cho tập ngày hôm nay á, thì mình sẽ đánh bại con rồng nha mọi người nha. Mình sẽ chuẩn bị đồ trước đã. Trước tiên thì thức ăn thì mình sẽ mang vô đây thôi. Hình như mang cũng hơi nhiều các bạn. Táo vàng phù phép này á, thì mình luôn luôn bỏ ở trong người nha các bạn. Khi nào mình cần thiết á, thì mình sẽ ăn nó vô. Nếu không thì những đợt nguy hiểm nhất mà mình không ăn được nó mà mình chết đi á, trời ơi rất là tiếc trái táo vàng là luôn á. Táo vàng được phù phép. Thì mình chuẩn bị giết con rồng á, thì mình cần phải cho mình cái que quý lửa và mắt Ender. Thì mình có nung cho mình thủy tinh này. Làm sao mà mình biết mình làm gì đúng không? Sau khi mình giết con rồng xong á thì mình sẽ lấy máu rồng của nó mọi người. Ông cái hơi thở của rồng chứ, không phải máu rồng. Mình chơi cái mod thế giới rồng nhiều quá mình mình nhiễu não rồi. Bây giờ thì mình sẽ đứng ở đây mình ném ha, hay là quanh dân làng mình ném ta? Thôi thì mình ném ở đây đi. Ồ, nó bay về hướng ngược lại, đừng có vỡ nhá. Ok mọi người ơi, cái gì đây? Rồi luôn, thành viên mới. Đầu tiên á thì mình cần phải thuần phục mấy con này trước cái đã. Tuy nhiên thì có hai con lận. Ừ, trong cái rừng này có rất là nhiều mọi người. Hay là mình giết rồng xong mình về mình thuần phục sau ta. Mình nghĩ là nó sẽ không đi spam bone đâu ha. Ok, thôi mình đi trước đi. Chỗ này đẹp hết đó mọi người à. Rất là đẹp luôn. Bên này thì có cái hang động Axolotl đó nè. Chắc mình đi cũng hơi xa đấy. Mình thấy không ổn rồi. Đi nãy giờ thì vẫn không thấy con cừu nào cả. Nãy giờ bơi qua mấy cái sông rồi. Chết rồi mọi người ơi, mình quên mang theo thang rồi. Rồi luôn. Không có ê, ê, không có giường. Nhặt ba. Ủa cái nhặt ba gì lạ vậy ta? Cho mình hai cái lông đi chứ. À không, nó cho mình thịt nhiều hơn thôi mọi người, chứ không cho lông nhiều ạ. Trong đây có cừu à. Cho mình xin một con cừu đi. Rồi không có gì hết luôn, có đúng mà vài con cừu à. Vậy thôi mình thế. Rồi nó kêu mình bơi qua đây các bạn ơi. Tới không chuyện rồi. Thôi thì mình làm cho mình cái thuyền đi. Tôi cứ đi thẳng nha. Tôi không biết là đến chưa. Tại vì tôi cũng chưa dám ném cái mắt Ender mọi người, sợ nó vỡ quá à. Ném thử nha. Ui. Từ từ nha. Rồi luôn, cái stronghold nó nằm ở trong cái khu rừng này. Cái stronghold nó nằm ở trong khu rừng này các bạn ơi. Nhưng mà vỡ vỡ mắt rồi. Khoan mọi người, mình vừa tìm thấy cái gì nè. Ở trong khu rừng này có khảo cổ học này. Nhưng mà mình không đeo thêm mấy cái cỏ. Ok mình hiểu rồi. Thôi thì tìm cái stronghold hâu trước đã. Ủa vậy là mình nãy giờ mình đi qua nãy giờ mình không biết luôn mọi người à. Làm cho mình tốn hai con mắt. Kỳ vậy ta. Mình đi qua nó luôn á. Vậy là nó nằm gần nhà mình. Cái stronghold này nó nằm gần nhà mình à. Tọa độ gần nhà mình này các bạn. Trời ơi. Chỗ này thì mình sẽ đánh dấu lại cho mọi người nha. Cái stronghold nằm ở dưới đây nè các bạn. Nhưng mà nhà mình ở hướng bên này. Nó cách nhà mình có mấy trăm block thôi đó. Mình là mình không tin luôn á mọi người. Mình không tin là cái stronghold nó nằm gần nhà mình luôn. Trời ạ. Không tin nổi luôn á. Rồi ok. Bây giờ thì đi thôi. Hy vọng là nó cho mình mắt ha. Mình cũng đang cần thêm mắt Enderman đó mọi người. Hướng này các bạn. Bây giờ thì mình chỉ cần đi thẳng thôi là tới luôn đó. Hay quá, tới đâu rồi. Nhiệm vụ của mình là tìm cái cánh cổng kia thôi. Chắc là hơi khó tìm mọi người. Cái gì ta? Ồ, xuống sâu hơn nữa này.
Đúng rồi, mình sẽ tìm cho mình cánh cổng kia đã. Còn không thì có cái thư viện cũng tốt cho mình thôi. Ở trên này có cái rương này các bạn. Nhớ nhầm vậy. Đúng rồi. Cái rương này nó cho mình thang à. Tuyệt vời á. Cho tôi con mắt cũng được mà. Mình nghe tiếng lava. Hình như là mình nghe tiếng lava bên này mọi người à. Đúng rồi nè. Tuyệt vời. Trời ơi, chỉ vì nghe tiếng lava thôi chúng ta đã đạt được một cánh cổng như thế này. Và nó cho mình một con mắt thôi à. Giờ mình thiếu ba con lận. Ở trong cái thư viện này có mấy cái rương ngon lắm mọi người à. Hình như là cái rương có đồ phù phép thì phải. Rồi cái rương đâu? Đây rồi, mình thấy rồi. Ui, cái thư viện nhìn đẹp nha. Một cái mẫu rèn này. Bảo vệ khỏi lửa sức mạnh 4. Mình không biết các bạn có nghe tiếng nó gõ cửa không? Trời ơi, mình nghe tiếng nó đập cửa quá trời luôn kìa. Mình vừa đi từ cái son hâu về đây mọi người. Mình trở lại đây á mọi người là do mình tìm con Enderman thôi. Do là mình có cái kiếm quét cảnh 3 với lại là nhặt 3 nữa. Ừ, quét cảnh 3 thì đâu liên quan gì đâu ta. Ờ ha. Sao mình khờ quá nhờ. Ok thì mình sẽ cất cho mình thêm mình sẽ lấy thêm cho mình cái que quý lửa nữa mọi người à. Mình cần 3 con mắt cơ. Thì mình sẽ ok vậy đi. Mình tìm mấy con Enderman ở trong đêm mọi người, rất là dễ thấy luôn á. Nói chung là để mình coi coi có thấy nó chưa. Nãy giờ thấy Creeper và nhện và Skeleton thôi. Chưa thấy con Enderman. À đây đây đây, một con Enderman. Ủa? Nó là con ngựa mà. Mình thấy nó màu đen mọi người. Mình thấy nó màu đen là mình tưởng nó là con Enderman ạ. À. Trời ơi. Ok, có không nhờ. Mình sẽ đứng đây mình treo thử, hy vọng là sẽ xuất hiện Enderman thôi. Mình thấy một con rồi mọi người ơi, trời ơi, bên này lận cơ á. Rồi mình giết luôn nha. Từ 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 mình sẽ không muốn ảnh hưởng tới giáp của mình đâu, cho nên là mình cứ chém nó thôi. Nó cầm cục đất. Một con hả, hy vọng là ra cho mình ba con mắt cũng được nha. Ủa cái cục đất ở đâu vậy? Rồi con này không có luôn. Rồi nhặt ba là không biết rồi nó phải là nhặt ba không nữa. Rồi có thiệt sự là nhặt ba không ta? Bây giờ là trời sáng luôn rồi. Mà trời sáng như này thì làm sao mà có cái con Enderman được. Vậy là tối qua thì mình chỉ có một con à. Nhưng mà nó rơi cho mình có cái nó không rơi cho mình cái gì hết á. Vậy là mình phải đợi thêm một ngày nữa. Đây là ngày 87 rồi. Nếu mà muốn không muốn đi săn mấy con Enderman này thì mình chỉ còn một cách thôi, đó chính là trở về nhà trước. Sau đó thì mình sẽ dùng số vàng của mình đung lên một con sót lại á. Thì mình sẽ đi trao đổi với con Bích Linh ha. Hên xui thì nó sẽ cho mình mắt Ender thôi. Mình còn cho mình có 13 phôi vàng bên này à. Cũng được thôi. Ủa. Là sao ta, mình kỳ vậy ta, mình trời đất ơi, mình bỏ vô cái rương bên này. Ủa ở đây rồi, trời ơi, hồi nãy mình mở cái rương nó ra mọi người mà mình không thấy que lửa này ra. Trời ơi, mình nhớ ở phiên bản mà kỳ vậy ta, ở đây là que lửa. Mình nhớ phiên bản cũ đó, nó gọi là que quỷ lửa mà ta. Kỳ nhờ. Ô, ở đây còn 16 cái phôi vàng này. Thôi thì mình sẽ đi xuống địa ngục ha. Mình xuống ngay và luôn á. Rồi nha. Trước tiên thì gia tài 3. Ui. Ừ ha, mình không nghĩ ra. Cái gia tài 3 này á, mình đào có một chút thôi mà các bạn coi kìa. Trời, rất là nhiều vàng luôn. Ý mình là định nói là chế tạo cho mình cái mũ vàng như thế này nè mọi người. Ok. Vậy là ngon rồi. Vậy là mình có thể có được mắt Enderman rồi đó. Trời ơi. Đến đây con. Đụng là chạm. Đụng là chạm, đụng là chạm, đụng là chạm, đụng là chạm, đụng là chạm nha mày.
Ô mà được hai con mắt rồi này. Thế thì bây giờ thì mình chỉ cần một con đó thôi. Con nhỏ này sao đổi dành được ta? Thế thì mình sẽ tìm con lớn lớn một tí. Một hai con gì cũng được. Có thể đổi bàn cho mình là được rồi, mọi người. À đây rồi, hai con này. Bạn ơi. Nhặt bạn đi. Đó, nhặt đi. Nhặt là cho mình xin mắt Ender nha. Mình không tin là 25 cục vàng của mình á mà nó không ra cho mình một cái con mắt. Ơi, vừa nhắc hi hi đủ rồi nha, đủ rồi nha. Chào bạn đây, tạm biệt. Trời ơi. Cuối cùng thì đã đủ rồi mọi người ơi. Bây giờ mình trở về nhà thôi. Trời ơi, mình không nghĩ là tìm mắt nó nhanh vậy đâu mọi người à. Trời ơi. Nhưng mà tìm ở trên cái overworld của mình á là nó gọi gọi là phải nói là rất là khó tìm luôn á. Còn bây giờ thì mình đã có mắt cho mình rồi. Mình chỉ cần đổi cho mình tầm đổi full luôn cũng được nữa. Đây, đã thêm hai con nữa đi. Rồi, chúng ta sẽ đi qua bên cái song hall thôi. Mình sẽ đặt chỗ này, này, này. Ok, xuống thôi. Vậy là chúng ta đã đến được cái thế giới rồng rồi mọi người. Dưới này nó hơi tối nha. Ok. Rồi luôn. Nhiệm vụ của mình nó là cần phải bắn bở cho mình mấy cái cycle này các bạn ơi. Ui, trong này mấy cái cycle này thấp quá ta. Hình như là nó thấp hơn mấy cái phiên bản 1.19 thì phải. Dẻo quá vậy. Bùm. Ý. Bùm. Ok, cái này nữa. Từ từ nha mọi người nha. Mình sẽ cho mọi người xem cái thành tựu này. Đây là một trong những cái thành tựu mà mình cho mọi người xem nè. Ô, ta thấy đâu rồi? Đó, kia là máy bay à. Nó là con rồng mà, máy bay là sao nhở? Cắp nút cho sáng xíu mọi người ơi, trời tối quá. Rồi, khá là nhiều Enderman nữa. Mấy cái chỗ này mình vẫn chưa bắn. Đây nè. Thường thường thì bắn mấy chỗ này rất là dễ các bạn. Và cũng khá là lâu rồi thì mình chưa giết rồng. Chỗ này nữa. Bùm. Nhìn cái gì mà nhìn, có ai nhìn ông đâu mà nhìn. Ok. Rồi bởi luôn rồi. Vậy là chúng ta sẽ còn hai cái từ sau á. Hai cái này bắn thì tóm lại là nó hơi khó xíu thôi. Nhưng mà vẫn bắn được nha. Xong. Là còn một cái nữa. Ui nha, đau nha. Cái này thì chúng ta chỉ cần đứng cách xa xa xíu xíu mọi người như này nè, bắn đây thôi là được, đã nổ rồi. Cái này nè, không rồi đấy, bắn khá là dễ luôn, mình không cần phải bắt lóc lên lên trên đâu mọi người à. Và là nó đã hết cái mình là cung sức mạnh 5 mà, cung sức mạnh 5 mà. À mình quên mất nữa các bạn ơi, mình cần phải chế tạo cho mình cái đây quên. Rồi, mình sẽ lấy cho mình tí. Ý là xong rồi, 15 cái bình hơi thở của rồng. Mình muốn lấy thật thật, thật là nhiều nữa cơ. Tầm cho mình thêm 6 bình nữa đi. 6 bình nó sẽ đủ. Xuống đây. Cái gì vậy ta? Ảo thật đấy. Xuống đây đồng ơi. Ok, vậy là xong rồi. Cái con rồng này nó không xuống mọi người à. Hình như nó xuống rồi nè. Xuống muộn rồi. Chết đi. Ui. Khoan nha. Để mình cầm cái xô nước lên người các bạn. Trời ơi, cái con này.
nhờn này. Ui ui, mày bị điên à, mày bị điên, mày bị khùng à. Mấy con Enderman này mình không nhìn nó vẫn tấn công mình ta. Con rồng gần chết rồi nè, mình sẽ cố gắng thêm một tí nữa là được thôi. Chết. Có khá là nhiều bạn kêu mình đánh bại con rồng trước đi rồi muốn làm cái gì làm mọi người. Thì mình nghĩ cũng hợp lý. Thì sau này thì giết rồng xong á thì mình sẽ đánh bại con rồng thứ hai. Và sau đó thì mình sẽ làm thêm mấy cái farm Enderman dưới đây nữa mọi người à, thì cũng hợp lý mà. Ui. Tự nhiên thấy trình độ bắn cung của mình nó thấp xuống hẳn à. Ui. Có lẽ mình không nên nhảy lên mọi người. Ừ, mình nhảy lên một cái là nó đẩy mình đi chỗ khác à. Con này khôn nó. Bay nè. Bay nè. Bay nè. Bay nè, chết. Hai mũi nữa. Chết. Trời ơi, chỉ có thể là... Ui, cái gì đây? Cái shader này thì mình thấy đúng mỗi cái con mắt của con rồng thôi mọi người à. Rồi, thế thì cho mình tin nha. Cho mình xin ít kinh nghiệm nha. Ok mọi người ơi. Ui, có số kinh nghiệm này mình tha hồ mình engine luôn á. Sắp tới thì mình sẽ cần phải đi... đi farm cho mình thêm cái netherite nữa. Là đồ netherite luôn. Cho mình xin nhẹ trứng rồng luôn nha. Rồi. Đặt xuống thôi. Xong. Ok rồi mọi người, mình đã tiêu diệt được con rồng rồi. Đây là con rồng đầu tiên thì mình giết được trong cái series này. Mình sẽ trở về nhà ha. Còn cái ui, tính ra nãy giờ mình đeo cái mũ vàng luôn hả? Mình không để ý. Trời ơi, tập sau á thì mình sẽ xuống đây để mà đi tìm cho mình cái cánh của Elisa, sau đó thì khám phá cái NCT luôn. Còn bây giờ mình sẽ về nhà trước. Vậy là sau này á thì mình không cần phải đi xa nữa mọi người, tại vì cái son hâu này của mình á nó nằm khá là gần nhà mình luôn, cho nên là mà đi thuyền cũng được nữa. Mọi người thấy không, đi có xíu thấy là tới nhà mình luôn rồi nè. Với lại trên tập này thì mình chỉ mục tiêu là con rồng thôi. Tập sau á thì mình sẽ đi xuống cái đi end lại để chúng ta tìm cái cánh ha. Sau đó chúng ta phải khám phá cái NCT luôn cũng được nữa. Tập này mình thấy là cũng tạm ổn thôi mọi người. Lúc đầu thì tìm ám mắt Enderman thì nó hơi bất ổn một xíu thôi. Mình tìm cho mình được thêm quả trứng rồng và hơi thở của rồng nữa. Và cái hơi thở rồng này á sau này mình làm thuốc được nha. Ngửi ngửi cái gì á? Nó đào cho mình cái gì không? Hình như nó đào cho mình cái hạt giống kia là nó hết đào đúng rồi mọi người à. Ok, tập này thì mình thấy là cũng khá là ok đó. Nếu mọi người thích cái video của mình á thì các bạn đừng quên cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tập sau á thì mình sẽ cố gắng để tìm cho mình những cái cánh Elisa. Và ok, còn bây giờ thì tạm biệt mọi người nha.